Cũng trong chiều hôm nay, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang đến dân hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Cùng dân hương có đồng chí Lê Chân Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, lãnh đạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu đã trang nghiêm dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương An Giang. Với 92 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu cũng chính là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương mẫu mực của một nhà lãnh đạo gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam và điển hình của tinh thần quốc tế vô sản chân chính. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đoàn kết, nỗ lực, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang và các đại biểu đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng.